Thưa quý vị và các bạn, 24 giờ qua do khối không khí lạnh đã suy yếu nên khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có thời tiết khá ấm áp. Ban ngày trời nắng thậm chí là có nơi có nắng nóng, nhưng đến đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều, chiều trời nắng. Nhiệt độ 13 giờ trên nay ở vùng núi và Trung Du phổ biến từ 28 đến 32 độ khu vực ven biển phổ biến từ 26 đến 28 độ. Tại thành phố Hải Phòng cũng nằm trong hình thái thời tiết, nhiều mây không mưa, chưa chiều trời nắng. Nhiệt độ lên cao như vậy nhưng quý vị có thể cảm thấy là độ ẩm vẫn ở mức cao, đặc biệt là nền và tường nhà vẫn luôn ẩm ướt. Để tránh mùi ẩm mốc trong nhà thì quý vị nên lưu ý là không nên mở cửa để không khí ẩm vào trong nhà tranh thủ lúc trời có nắng vào ban trưa và chiều thì phơi chăn ga, quần áo để tránh bị vi khuẩn xâm nhập. Đêm nay và ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trong khi đó thì các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nên thời tiết ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Còn tại khu vực Đông Bắc, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng núi phổ biến từ 21 đến 23 độ, Trung Du và ven biển từ 23 đến 25 độ. Thành phố Hải Phòng ngày mai cũng chịu nền nhiệt cao nhất, phổ biến từ 29 đến 33 độ. Với mức nhiệt cao vào ban trưa và chiều như vậy, nên quý vị nếu ra khỏi nhà vào thời gian này thì lưu ý chuẩn bị trang phục chống nắng, khẩu trang để tránh bụi đồng thời lưu ý phòng chống các bệnh về đường hô hấp cho người già và trẻ nhỏ còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực của hải phòng đêm nay và ngày mai